các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel A Couple Tea. Hôm nay Lan sẽ dắt các bạn đi tham quan một nơi rất là thơ mộng và đặc biệt. Một nơi mà có thể giúp các bạn thư giãn, giải tỏa đầu óc sau những giờ làm việc hay học tập vất vả. Nơi mà Lan muốn nói đến ở đây chính là vườn hoa oải hương, hay còn gọi là Lavender Farm Traveller. Nằm tại thành phố Milton, cách Toronto hơn 40 phút lái xe, Lavender Farm Traveller là một điểm đến thu hút rất nhiều khách. Chuyện kể rằng một lần đến thăm vườn hoa oải hương ở thành phố Quebec và ngạc nhiên trước vẻ đẹp của vườn hoa này, chính vì thế mà người chủ nhân của vườn hoa Traveller đã quyết định khảo sát và tìm hiểu thêm về loài hoa với màu sắc nhẹ nhàng và hương thơm quyến rũ này. Và bắt đầu từ đó, Lavender Farm Traveller chính thức ra đời. Trong tiếng Pháp, Traveller có nghĩa là Blue Earth, trái đất xanh. Đến với Lavender Farm Traveller, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những loài hoa oải hương. Không những vậy, mùi hương của loài hoa này còn giúp cho các bạn thư giãn đầu óc và cảm thấy dễ chịu. Khi vào cổng, các bạn sẽ được nhân viên dắt các bạn tham quan vườn hoa oải hương, cũng như giới thiệu với các bạn cách họ chiết xuất tinh dầu hoa oải hương. Các bạn còn có cơ hội thấy được cách họ nuôi và lấy mật ong. Ngoài ra thì các bạn còn được nhìn thấy khu vườn thảo dược với rất nhiều loại thảo dược quen thuộc, và còn có thể tận hưởng được một ly cocktail thơm ngon dưới cái nóng của ngày hè. Đừng quên dạo một vòng khu rừng nhỏ, các bạn sẽ nhìn thấy được cánh cửa hy vọng màu vàng nằm ngay giữa cánh đồng hoa oải hương. Ngoài việc tham quan cánh đồng hoa oải hương, các bạn còn có thể ghé vào cửa hàng ở đây để có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm làm đẹp từ loài hoa oải hương hữu cơ, và thưởng thức món kèm với mùi hương của loài hoa lavender nữa. Vé vào cổng là 10 đồng vào các ngày trong tuần và 15 đồng cho các ngày cuối tuần, mở cửa từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video clip. Nhấn like nếu như các bạn thích video và đừng quên đăng ký subscribe để có thể theo dõi thêm nhiều video clip khác nữa nha. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn trong video clip tiếp theo. Bye bye!